chuyện xưa, chuyện xưa, chuyện từ xuân trước, xuân nay chưa nhỏ. Giang xin kính chào quý vị, chào các bạn. Đầu xuân năm mới, Giang xin gửi lời kính chúc đến toàn thể quý vị và các bạn một năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Để mở đầu cho một năm, ước vọng cho cuộc sống luôn được tươi đẹp, đổi mới và mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn, Giang xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, bài hát được mang tên Đám cưới đầu xuân. Bài này Giang sẽ chia sẻ ở điệu bolero, rumba. Quý vị và các bạn có thể chơi được ở điệu cha cha cha. Hợp âm của bài này thì mi trưởng hoặc là đô trưởng. Nếu mà các bạn nào tông cao thì các bạn hát ở tông rê trưởng. Và Giang đang kẹp cao ở ngăn đầu tiên của hợp âm rê trưởng. Hợp âm nó là rê trưởng, si thứ, son trưởng, mi thứ, la bảy, la trưởng, pha thăng thứ. Trước khi đi vào bài, Giang muốn dành một phút để tìm hiểu thêm về tác giả tác phẩm. Thường thì trước khi chia sẻ một bài nào đó của một nhạc sĩ nào đó, Giang thường tìm hiểu về cảm nhận, về hoàn cảnh sáng tác của ca khúc đó. Một phần Giang muốn chia sẻ đến mọi người về kiến thức âm nhạc, cũng như là những tên tuổi của những nhạc sĩ nổi tiếng, những bài hát đã đi vào năm tháng. Một phần là Giang muốn tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đến những bậc tiền bối đã để lại cho đời cả một kho tàng âm nhạc mà cả đời chúng ta không thể nào mà cảm nhận hết được những cái ý nghĩa sâu sắc. Ca khúc Đám cưới đầu xuân là một trong những ca khúc nhạc xuân nổi tiếng nhất của dòng nhạc vàng, cũng là ca khúc tiêu biểu trong hàng trăm ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Nội dung của bài này là nói về một mối tình được kết chuỗi từ ngày tháng vô tư tuổi nhỏ. Hai người quen nhau từ thuở ấu thơ, khi còn chưa biết gì, vô tư chơi trò đám cưới trẻ con với nhau và ước mong có được một đám cưới đầu xuân thật sự khi đã trưởng thành. Để đi vào bài thì đầu tiên Giang sẽ hướng dẫn cho quý anh chị và các bạn cách để chúng ta intro. Là một bài hát nữa, chúng ta đi nghiên cứu về những cái dòng hòa âm của giọng trưởng. Đó, khi mà chúng ta dạo hòa âm, dạo cái vòng hòa thanh trên cái giọng trưởng, thì các anh chị nếu mà chúng ta không có solo, chúng ta không solo được thì chúng ta đi hợp âm, đi vòng hợp âm. Còn nếu các anh chị solo thì các anh chị solo như thế này. Intro tức là cái màn dạo đầu, màn dạo đầu để dẫn dắt người ta nghe cái đoạn mà intro hay thì chúng ta sẽ dễ lôi cuốn được nhiều người nghe ha. Điệu bolero rời thì Giang sẽ đánh như thế này. Các anh chị bấm hộp âm rê trưởng, các anh chị đánh
4 giây thôi, 4 giây dưới rồi. Dây bát, dây số 4, đi rề. Bum bum chát, bum bum chát, bum bum bum. Bát, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bát, 3, 2, 1. Các anh chị nghe Giang hát cái điệp khúc mà Giang đánh điệu rumba là như này nè. Bum chát chát, bum chát, bum chát, bum chát. Rồi, chúng ta đi vào bài nha. Bài này thì nó sẽ chia ra làm 5 đoạn. Hai đoạn đầu thì nó giống nhau thôi. Hai đoạn đầu nè, tức là ngày xưa rồi một ngày kia thì nó giống nhau ha. Với điệp khúc nó là mười mấy năm qua. Rồi là cái đoạn thứ ba nó cũng quay lại giống như đoạn đầu ha. Rồi chúng ta đi vào đoạn đầu. Ngày xưa đầu tiên thì các anh chị để cho cái bài hát nó thêm lôi cuốn, nó phong phú thì chúng ta thực hiện nhiều cái cách đánh, nhiều cách chơi. Khi mở đầu chúng ta đánh như thế nào, điệp khúc ta đánh ra sao, và đoạn kết nó cũng giống như là một cái bài văn. Chúng ta làm cho nó sinh động lên ha. Thì mở đầu Giang sẽ rải bolero rồi. Ngày xưa là các anh chị thả vào hợp âm rê trưởng. Đôi ta chung nón, tới cái chỗ chung nón là mình vô si thứ. Đôi ta chung đường, về lại rê trưởng. Cái chỗ này nè các bạn, các anh chị chuyển hợp âm trước xong các chị hát nha. Đường lên sáu lên năm, các anh chị chuyển hợp âm si thứ trước, lên năm là các anh chị chuyển về son trưởng liền, nghe không? Đôi ta cùng sách, đôi ta cùng trường. Cái chỗ bass này nó hay nè. Đôi ta cùng sách đang ở si thứ nha. Đôi ta, xong các anh chị thả bát nè. Bát này là bát pha thăng nè. Ta ta ta. Đó, bài nốt ha. Ta 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 ta. Đánh hết ô nhịp xong các anh chị thả về la bảy. Hết câu, phải không? Giang đánh lại chỗ này nha. Đôi ta cùng sách, đôi ta cùng trường. Về xuống xe la bảy. Đường qua nhà em nghiêng nghiêng xanh nắng, nó cũng giống như đoạn trên thôi các anh chị nè. Đó, mây hồng, đúng không? Rồi đoạn dưới nó cũng y nhau luôn. Các anh chị lưu ý là đoạn dưới các anh chị chuyển hợp âm trước nha. Đó, đoạn chuyển hợp âm si thứ, đánh hết cái ô nhịp rồi chúng ta chuyển hợp âm. Chiều nào đuổi bướm, bướm bay vô vườn. Đó, nó cũng giống như trên. Mà nước mắt rưng rưng. Rồi một ngày kia. Cái đoạn 2 nè, các anh chị thay đổi cách đánh nha. Là chúng ta chơi vô rumba, hoặc các anh chị chơi cha cha. Cái bài này nó thể hiện là cái niềm vui của cái đám cưới đầu xuân á các anh chị. Cho nên là mình thể hiện cách nào cho nó vui nhộn, hát cho nó tươi sáng ha. Rồi một ngày kia em khoe áo mới. Chuyển hợp âm thì nó cũng như trên thôi các anh chị. Đó. Hai đứa chung vui. Các anh chị nghe Giang chuyển hợp âm trước Giang mới hát nha. Cái chỗ mà hai đứa chung vui đó. Đây nè. Không. Khi xuân vừa tới, thơ ngây cuộc đời. Nó cũng như trên nè. Tê tê tê. Rải trò chơi trẻ con. Em cô dâu mới, chưa nghe nắng sầu. Đã. Đánh hết cái ô nhịp nặng sầu. Xong các anh chị chuyển hợp âm mi thứ. Chú
dễ ngẩn ngơ. Ra hái hoa cà xuống là bảy làm quà cưới cô dâu. Để thay vì chúng ta đánh cô chốt cô lót thì anh chị dập nó là đó, được chưa? Rồi các anh chị vô điệp khúc, các anh chị lại thay đổi cái cách đánh nè, tùy cái cảm hứng cảm xúc của mỗi người hát ở cái cao trào lúc nào á các anh chị, là chúng ta chơi sao là cảm thấy mà nó cái bài hát nó sung nó feel được. Như Giang á thì Giang sẽ vô bolero nha. Mười mấy năm qua khi xuân vừa hé nhụy, mười mấy năm qua là các anh chị chuyển sang si thứ liền. Khi xuân vừa hé nhụy thì đời trai vui chinh chiến, chinh chiến về pha thăng thứ. Anh xuôi miền xa, nghe chỗ này nè các anh chị nè, chinh chiến anh xuôi miền xa, bao lần bước đến xuân qua. Em ơi kỷ niệm xưa anh còn giữ mãi trong lòng. Em biết không em, xuân này lại trở về đường rừng chiều hoang sương xuống. Các anh chị bấm đứng lại, các anh chị có thể tua lại, các anh chị xem cái cách mà Giang đánh. Nhiều anh chị thấy Giang đánh như vậy nhưng mà khi các anh chị tập thì các anh chị sẽ tập theo nó rất là khó. Tại vì là các anh chị, những người mà mới tập tành chơi rồi mới vội mà ráp nhạc á, cho nên là các anh chị tập nhịp phách là nó chưa vững là các anh chị sẽ bị gặp khó khăn trong cái việc này ha. Giang thấy nhiều anh chị vội, tức là muốn nhanh biết để được tự đệm đàn, được đệm hát đó. Các anh chị vội cho nên là rất là khó. Nên các anh chị cứ từ từ để cho nó thấm dần, thấm nhuần vào trong máu, trong thịt mình. Bắt đầu là cái cảm xúc nó ra, nó dâng trào tự động, là cái giai điệu nó có, nó ra thôi, cái âm nhạc nó như vậy. Các anh chị mà cứ vội vội vàng vàng thì các anh chị chơi nó bị khập khững nó rồi, nó trên vên nó đủ kiểu hết. Để mà chơi mà đánh được một cái bài hát như vậy thì tụi em phải học và phải tập rất là nhiều, phải trải qua nhiều cái quá trình luyện tập. Trước cũng vậy, Giang cũng gặp nhiều cái vấn đề đó, nhưng mà nhiều các anh chị tập không được, bắt đầu là các anh chị nản. Nên Giang khuyên các anh chị cứ từ từ, đừng có vội nha. Nếu chúng ta thật sự yêu thích âm nhạc, yêu thích cái bộ môn guitar này thì các anh chị cố gắng luyện tập, tập từ từ là sẽ được, nó không có gì mà khó khăn hết á. Cái gì cũng vậy, cũng như chúng ta thích ngắm một cái cây hoa lan, phải không? Thì chúng ta đi ra ngoài mua, thì chúng ta về ngắm thời gian nó sẽ tàn rụi, rồi chúng ta không biết cái quá trình mà người ta chăm sóc, người ta nuôi dưỡng, người ta phân thuốc như thế nào để nó có một cái tiến trình, nó có một cái quá trình nó về cái khí hậu, về cái nguồn nước vân vân, nó đủ hết để chăm một cái cây hoa, để mà nó ra hoa. Để mình ngắm như vậy thì nó cả một quá trình. Cái môn tập luyện guitar nó cũng vậy các anh chị, tất cả cái gì cũng vậy, phải có, cần một cái quá trình, cần có thời gian ha, chúng ta không vội được. Sao là thương trong màu tím sắc hoa xưa, dĩ vãng đâu trôi về nhắc ta ngày xưa. Xuân 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 về. Rồi cái câu cuối cùng nó cũng y như cái đoạn đầu thôi anh chị, nó cũng như đoạn đầu nha. Đoạn đầu thì chúng ta quay trở lại, chúng ta lại đệm bolero rồi tiếp. Chuyện từ xuân trước, xuân nay chưa nhỏ. Phải đánh hết cái ô nhịp như vậy. Anh nói em nghe. Nhiều anh chị sẽ gặp khó khăn ở cái chỗ này nè. Giang đánh lại nha. Xuân nay chưa nhỏ. Các anh chị thấy không? Giang không có vội,
mà các anh chị vội là các anh chị sẽ bị rớt cái phát này nè, rớt cái chỗ khi mà các anh chị chuyển hợp âm á. Đó, các anh chị hết cái ô nhịp đã. Xuân nay chưa nhỏ, rồi các anh chị chuyển. Anh nói em nghe. Đó, được không ạ? Thương em từ lúc hoa chưa mặn mà. Nó như trên ha. Đã rã xuống rồi. Cầu cho mùa xuân nồng nàn trên má em thôi đợi chờ. Giữa lòng chiều hoang nắng cánh sim rừng ở màu tím hoa xưa. Chúng ta lại dạo điệp khúc mà chúng ta vào, các anh chị hát lại một lần nữa. Sau khi các anh chị dạo cái intro điệp khúc rồi là các anh chị vô dập, các anh chị lần hai là các anh chị không có cả rumba nữa, phải không? Mà các anh chị dập nè. Cao trào lên ha. Mười mấy năm qua khi xuân vừa hé nhì thì đời trai vui. Tại vì Giang mà hát thêm nữa thì nó sẽ bị đánh bản quyền, nên các anh chị cứ tập đó. Tập chủ yếu là cái nhịp mà Giang đánh trong một cái ô nhịp thôi là các anh chị đã đánh hết bài rồi đó. Ví dụ như là Giang dập trong ô nhịp, các anh chị để ý nè. Vừa rồi Giang đã chia sẻ xong ca khúc Đám cưới đầu xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Thiện Thanh. Quý vị và các bạn xem video nhớ ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng biết, để chúng ta cùng nhau học đàn, cùng nhau biết đàn. Rồi chúng ta có thể đem những cái lời ca tiếng hát của mình góp vui cho tất cả mọi người. Video sau Giang sẽ làm một chuỗi về cách mà chúng ta lấy tông, chúng ta bắt tông. Và chúng ta sẽ hiểu về thế nào là tông nam, thế nào là tông nữ trong âm nhạc. Các anh chị nhớ theo dõi nha. Giang xin kính chúc tất cả quý vị, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Giang chào tạm biệt.